Những tháng cuối năm 1973, mặc dù Hiệp định Paris về thỏa thuận ngừng bắn giữ hòa bình tại Việt Nam đã được thực thi, tuy nhiên những hành động quân sự đi ngược lại hiệp định này vẫn diễn ra. Căng thẳng liên tục tại khu vực giải phóng Quảng Trị tiếp giáp với khu vực thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Sài Gòn ngày càng gia tăng. Tại làng Do Hải, tỉnh Quảng Trị, khu làng nằm ở phía bắc sông Thạch Hãn và cũng là biên giới đầu tiên của khu vực giải phóng với bờ biển dài, người dân càng đề cao tinh thần cảnh giác. Đội du kích giải phóng quân làng Do Hải ngày đó được thành lập bởi chính những người dân trong làng. Đội quân du kích của làng có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Một phần không nhỏ trong số vũ khí của họ là chiến lợi phẩm thu được từ quân địch qua các chiến dịch. Đó là súng trường M16, là súng phóng lựu M79. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn năm 1972 là chính ủy của tiểu đoàn Cano trong chiến dịch Thành Cổ. Gần một năm bám đất bám dân, ông là người có kiến thức vững chắc về vùng giới tuyến ở giai đoạn này. Vì là cái vùng địch nó đã chiếm lĩnh rất lâu rồi, nhất là cái vùng giới tuyến, nam giới tuyến, cho nên nó tiên nhiễm cải cắn xây dựng các tổ chức phản cách mạng ở đó rất là nhiều. Cho nên nhân dân mà trực tiếp là lực lượng an ninh cùng với quân đội đã phải là nắm tình hình ở địa bàn, nắm cơ sở. Nhưng chúng ta rất mừng là nhân dân Quảng Trị cũng lòng yêu nước. Sau này khi có dịp về lại Quảng Trị bên dòng Thạch Hãn, nhà báo Lê Bá Dương đã tức cảnh: đỏ lên Thạch Hãn ơi trèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Sông Thạch Hãn, một nghĩa trang không mộ, nơi biết bao chiến sĩ đã nằm lại dưới lòng sông qua các trận đánh khốc liệt. Ngày đó là ranh giới phân cách giữa chính quyền Sài Gòn và quân giải phóng. Bên này khu giải phóng, người chiến sĩ giải phóng quân ngày đêm túc trực với khẩu súng luôn chắc trên tay. Đến ngày 27 tháng Giêng năm 1973, khi ở đến Paris rồi thì Đảng và chính phủ ta cũng nhắc nhở là hòa đấu tranh cho hòa bình cũng lâu dài và không kém khó khăn so với lại đấu tranh những cái giai đoạn đấu tranh trước đó. Thế cho nên cái việc nhắc nhở như thế là một cái, tôi nghĩ là cũng là một cái để mà nhắc nhân dân lực lượng vũ trang là không nên phải đề và luôn luôn phải cảnh giác, không nên chủ quan. Lá cờ sọc đỏ lên vang của chính quyền Sài Gòn tại thành phố thủ phủ Quảng Trị vẫn tung bay bên kia dòng Thạch Hãn. Phía bên này, những o du kích Quảng Trị súng vác trên vai vẫn hăng hái chung tay tham gia sản xuất cấy cày. Đó là mùa thu hoạch vụ thu đầu tiên kể từ sau hiệp định Paris. Từ mảnh đất này, bao xương máu đã đổ xuống và bao niềm tin, hy vọng về một ngày thống nhất không xa lại bắt đầu. Mẹ nói giải phóng quân ta đẹp nên như bao quân chiến hô xưa, sinh ra kiên cường mà việc nhà cũng giỏi.